cùng một loại đỗ xanh đã được ngâm nước qua ngày cho mọc mầm. Sau đó chúng tôi chia đôi làm hai phần bằng nhau và đưa đi làm thí nghiệm. Một phần đỗ mọc mầm được cho vào chõ đất to, đáy thùng, loại chuyên dùng để làm giá đỗ. Sau đó lót lá tre và dùng que nẹp chặt. Tiếp tục quy trình ủ giá. Phần còn lại chúng tôi cho vào nước, ngâm với vài giọt thuốc kích thích làm giá. Sau 15 phút, vớt cho ráo nước. Và cũng cho vào chõ đất, loại nhỏ hơn để so sánh. Tiếp tục quy trình ủ giá như bình thường. Sau 3 ngày, giá vẫn chưa lớn hẳn vì chưa đủ ngày, nhưng chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai loại này. Loại giá đỗ ngâm ủ thông thường rất nhiều rễ, lớn chậm hơn và vẫn còn phần vỏ xanh. Phần giá đỗ ngâm qua thuốc thì rễ ngắn, giá dài và mập hơn. Phần vỏ đỗ xanh cũng tự bong. Đây là hình ảnh hai loại giá, một loại giá dùng thuốc kích thích và một loại giá không dùng thuốc, ngâm, ủ tự nhiên.